Xin chào các em, chào mừng các em đến với giờ học môn âm nhạc lớp 5. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong giờ học này. Thầy chúc các em có một giờ học nhiều niềm vui nhé. Và để khởi động cho giờ học thêm vui hơn, thì mời các em cùng đứng trước màn hình, các bạn cùng hát và vận động theo nhạc bài hát Em Vẫn Nhớ Trường Xưa. Các em thân mến, tiếp tục các nội dung trong chủ đề 7 Mái Trường Thân Thương, hôm nay chúng ta đến với tiết học số 27 Kể Chuyện Âm Nhạc Về Bản Sonat Ánh Trăng của Beethoven. Nghe nhạc, trích đoạn bản nhạc Sonat Ánh Trăng của Beethoven. Với tiết học này thì các em cần đạt được một số yêu cầu sau. Các em nêu được ý nghĩa của câu chuyện âm nhạc về bản nhạc Sonat Ánh Trăng của Beethoven, kể tóm tắt lại nội dung của câu chuyện. Các em có thể vẽ lại theo sự tưởng tượng của mình khi nghe nhạc. Qua giờ học ngày hôm nay, các em có cơ hội hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc. Các em có cơ hội hình thành và phát triển phẩm chất yêu nước, phẩm chất chăm học. Và để giờ học có hiệu quả hơn thì các em cũng chuẩn bị một số đồ dùng học tập sau. Các em chuẩn bị cho thầy giáo thanh phách, chuẩn bị tập bài hát âm nhạc lớp 5. Và sau đây thầy mời các em vào nội dung thứ nhất của bài, đó là nghe kể chuyện âm nhạc về bản Sonat Ánh Trăng nhé. Các em thân mến, nhạc sĩ Beethoven là nhạc sĩ người Đức. Ông sinh năm 1770 và mất năm 1827. Ông có rất nhiều sáng tác và tác phẩm lớn, chủ yếu là nhạc không lời và nhạc giao hưởng Sonat. Nhạc giao hưởng của ông được xem như những tác phẩm mẫu mực trong âm nhạc cổ điển của nhân loại. Âm nhạc của ông sâu sắc, chứa đựng tinh thần nhân văn cao cả. Và bản Sonat Ánh Trăng là một trong rất nhiều những tác phẩm nổi tiếng của ông. Và sau đây,
Thầy mời các em cùng nghe câu chuyện về bản Sonat Ánh Trăng của Beethoven. Một đêm trăng đẹp giữa mùa thu, tại một thị trấn nước Đức, nhạc sĩ Beethoven dạo bước trên hè phố. Các tháp chuông nhà thờ nhọn hoắt vươn lên trên nền trời, cả thị trấn chìm trong tĩnh mịch. Beethoven nghe vẳng ra từ một ngõ hẻm ai chơi đàn dương cầm, một bản Mơ Nuyết của mình. Ngạc nhiên, ông rẽ vào một ngõ nhỏ và dừng chân trước một ngôi nhà cũ kỹ. Sau một lát lắng nghe, tiếng dương cầm yên lặng và Beethoven nghe thấy tiếng nói của người con gái. Cha ơi, liệu có đủ tiền mua vé đi nghe hòa nhạc tối mai không? Cha đã chữa 5 đôi giày rồi mà vẫn chưa đủ tiền, may ra chỉ mua được một vé cho con thôi. Trong nhà lại im lặng sau tiếng thở dài của người con gái. Như có điều gì đó thôi thúc, Beethoven khẽ gõ cửa. Người đàn ông đứng tuổi bước ra mở cửa, còn cô gái vẫn ngồi yên lặng trước đàn. Thưa ông, tôi đi qua đây, nghe tiếng dương cầm nên xin phép vào thăm. Mời ông vào, con gái tôi ham thích âm nhạc, nhưng cháu chơi đàn còn kém cỏi lắm. Beethoven mạnh dạn. Thưa ông, tôi có biết một chút âm nhạc, nếu ông và cô cho phép, tôi xin đàn một khúc. Ồ, thưa ông cứ tự nhiên. Người con gái vội đứng dậy để nhường đàn cho khách. Tay cô lần theo cây đàn, ánh mắt chìm vào vô định. Lúc đó, Beethoven nhận ra đó là một cô gái mù. Niềm thương cảm trào lên trong lòng, Beethoven chơi đàn với sự xúc động mãnh liệt và tình cảm chân thành, day dứt. Thưa ông, chắc hẳn ông là nhạc sĩ Beethoven nổi tiếng. Cô gái mù ngập ngừng khẽ hỏi. Chưa thấy câu trả lời, cô chậm bước đến cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa. Ánh trăng vàng tràn vào không gian nhỏ. Trên nền trời xanh thẳm, những ngôi sao lấp lánh, hàng cây dương liễu và nóc nhà thờ cổ kính hiện ra trước mắt Beethoven. Nhạc sĩ lướt nhẹ hai tay trên hàng phím đàn, một giai điệu vừa xuất hiện trong đầu, những âm thanh vang lên bởi cảm xúc chợt đến khi ông chơi đàn trong căn phòng lạ. Giữa không gian huyền ảo của ánh trăng và trước sự ngạc nhiên của cô gái mù, hiếm khi Beethoven chơi đàn say sưa đến thế. Âm thanh bay lên như hòa tan trong ánh trăng theo làn gió tỏa khắp màn đêm. Tiếng đàn đã im từ lâu, hai cha con người thợ giày mới như chợt tỉnh. Thưa nhạc sĩ Beethoven, xin cảm ơn ông đã mang ánh sáng đến cho chúng tôi. Người thợ run run chào vị khách bước ra cửa. Thưa ông, chính tôi mới là người chịu ơn ông và cô. Xin phép được mời ông và cô tối mai nghe hòa nhạc tại nhà hát. Rời khỏi xóm lao động nghèo, Beethoven dạo bước về nhà. Ông muốn ghi lại nét nhạc vừa xuất hiện. Và ngay đêm ấy, nhà soạn nhạc thiên tài đã hoàn thành tác phẩm tuyệt vời, bản Sonat Ánh Trăng. Bản Sonat Ánh Trăng có thể nói là một bản nhạc cổ điển đánh dấu sự thay đổi trong phong cách âm nhạc của Beethoven. Nó vừa có một cái gì đó như là tiếc thương, mất mát, vừa có những lời nguyện cầu, vừa có sự giận dỗi như bão tố. Các em thân mến, như vậy là vừa rồi các em được nghe câu chuyện âm nhạc về bản Sonat Ánh Trăng của nhạc sĩ Beethoven. Sau đây, dựa vào các bức tranh, các em có thể kể lại nội dung của câu chuyện này nhé. Tiếp theo, nội dung của giờ học ngày hôm nay, các em sẽ cùng thầy giáo trao đổi một số câu hỏi như sau. Qua câu chuyện vừa nghe, các em có thể cho thầy giáo biết câu chuyện có mấy nhân vật chính nào? À, câu chuyện có 3 nhân vật chính, đó là nhạc sĩ Beethoven, cô gái mù và người cha. Xin mời các em cùng đến với câu hỏi số 2. Câu chuyện là cuộc gặp gỡ tình cờ của nhạc sĩ Beethoven với ai vào thời điểm nào? Câu chuyện là cuộc gặp gỡ tình cờ của cha con người thợ giày với nhạc sĩ Beethoven vào một đêm trăng thanh vắng. Và điều gì làm cho nhạc sĩ Beethoven có sự xúc động mãnh liệt và tình cảm chân thành đến vậy? Và câu hỏi là... Và một câu hỏi nữa, điều gì đã làm cho nhạc sĩ Beethoven có sự xúc động mãnh liệt
và tình cảm chân thành đến vậy? Và điều đã làm cho nhạc sĩ Beethoven có sự xúc động mãnh liệt đó là niềm đam mê âm nhạc của cô gái mù, là nguồn cảm hứng để Beethoven hoàn thành tác phẩm tuyệt vời bản Sonat Ánh Trăng. Qua câu chuyện thì em có thể thấy Beethoven là người như thế nào? Các bạn có câu trả lời rồi. Và qua câu chuyện thì chúng ta có thể thấy được Beethoven sáng tác ra bản nhạc nổi tiếng bởi ông có tấm lòng nhân ái, biết đồng cảm với người nghèo khó và ông biết cảm nhận sự rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Các em thân mến, và các em rút ra được bài học gì cho bản thân sau khi nghe câu chuyện này? Các em sẽ để lại những bình luận của mình ở dưới video nhé. Sau đây, thầy mời các em cùng nghe trích đoạn bản nhạc Sonat Ánh Trăng của Beethoven. Thank you.
Vừa rồi, chúng ta đang nghe trích đoạn bản nhạc Sonata Ánh Trăng của Beethoven, và các bạn hãy nêu cảm nhận sau khi nghe bản nhạc Sonata Ánh Trăng bằng để lại bình luận ở dưới video nhé. Kem thân mến, như vậy là trong tiết học ngày hôm nay, các em được nghe câu chuyện về bản nhạc Sonata Ánh Trăng của Beethoven, và các em đã được nghe bản nhạc này rồi. Các em ở nhà hãy vẽ một bức tranh về ánh trăng theo sự tưởng tượng của mình nhé. Và các em tiếp tục ôn luyện lại các nội dung trong chủ đề 7. Giờ học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt các em và chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học lần sau.